đỉnh cao họa sư, hai tay, hai bút, tạo nên tuyệt phẩm hội họa sống động tựa ảnh chụp. Chỉ trên một tờ giấy, một người này có thể vẽ diện mạo của một cô gái từ khi sinh ra cho tới lúc thành bà lão 100 tuổi. Không chỉ vậy, anh chàng còn có thể cùng lúc cầm bút ở hai tay, vẽ nên hai bức tranh khác nhau và đều vô cùng mãn nhãn. Đây chính là nhân tài trong truyền thuyết khi hoạt động tốt ở cả hai bán cầu não. Một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn cùng một lúc. Nếu như điều này chưa làm bạn cảm thấy kinh ngạc, thì đây, hai chiếc bút được gắn lên cùng một thanh gỗ và chàng trai này cùng lúc vẽ ra hai bức tranh khác nhau khi di chuyển thanh gỗ có hai chiếc bút này. Ngoài ra, anh chàng còn có thể xé giấy thành mảnh vụn nhỏ rồi xếp những màu này thành chân dung của những nhân vật nổi tiếng nữa chứ. Thậm chí, anh còn sáng tạo nên cách vẽ chân dung bằng Canva vô cùng ảo diệu như thế này đây. Danh xưng họa sĩ thì quá xoàng, trình độ master bậc thầy này ít ra thì cũng phải đạt cấp họa sư. Nhìn ngắm cuốn sách tranh, anh chàng vẽ tận 835 bức để khi lần rửa nhanh sẽ tựa như một đoạn video về cô nàng Lisa của Blackpink xem nào. Quá là sống động, quá là tài năng rồi phải không nào? Nó ở cái tập. Các bạn nghĩ sao về anh chàng này? Chia sẻ cùng Tám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.